Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai, 24 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hôm 12 giờ trưa nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên khoảng 230 km, cách bờ biển Bình Định khoảng 200 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50-60 km/h giật cấp 9, bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong chiều tối nay cho các yếu tố ở trên biển lúc này rất thuận lợi, nhiệt độ tắt gió yếu cũng như nhiệt độ bề mặt biển thích hợp. Vì vậy mà áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 6, tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km. Đến 22 giờ tối nay, vị trí tâm bão vào khoảng 15 độ vĩ bắc, 109,7 độ kinh đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60-75 km/h giật cấp 10. Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km, đổ bộ vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8, từ vĩ tuyến 12-16,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của bão, nên ở vùng biển phía tây khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị tới Bình Định, bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Ninh Thuận tới Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Từ tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh Quảng Trị tới Bình Định có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8. Cảnh báo mưa lớn. Do ảnh hưởng của rìa tây áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, nên tuần này tới hết ngày 24 tháng 9, ở khu vực từ Hà Tĩnh tới Bình Định sẽ có mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa trong hôm nay và ngày mai ở khu vực này phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm một đợt. Vùng mưa sau đó sẽ dịch dần lên phía bắc, nên từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông. Tại các tỉnh phía bắc của Tây Nguyên là Kon Tum và Gia Lai, từ ngày hôm nay cũng có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm một đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông. Như vậy, do diễn biến phức tạp của bão số 6, các địa phương cần chủ động kiểm tra, giám sát các đập, hồ chứa nước, thủy điện, sẵn sàng ứng phó với bão trong mọi tình huống, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao. Bà con tại các khu vực cảnh báo trên nên có những biện pháp ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ven sông suối nhỏ. Nếu thấy nhà mình trong vùng trũng thấp thường bị ngập trong các mùa lũ trước, thì bà con nên kê cao đồ đạc, tích trữ nhu yếu phẩm. Khi có mưa lớn thì cần quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét. Còn với phần còn lại của Tây Nguyên là các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, cũng như là khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong ngày hôm nay và ngày mai cũng có mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, với lượng mưa là từ 40-70 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100 mm. Trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió rất mạnh. Mưa nhiều nên nhiệt độ hôm nay trên các khu vực đều không cao, dao động từ 27-30 độ tại vùng cao nguyên và từ 30-33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Về đêm và sáng sớm thì nền nhiệt độ giảm, tiết trời mát mẻ và dễ chịu. Trở ra với miền Bắc, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây, từ hôm nay tới hết ngày 26 tháng 9, ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, tập trung chủ yếu về đêm và sáng ở khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ban ngày thì trời có nắng, mưa đan xen, nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ 28-31 độ, giữa khu vực phía tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức từ 33 độ